Và các bạn, Hội An không chỉ nổi tiếng với những con phố lồng đèn lung linh sắc màu, những mái nhà cổ kính, những hàng quán cà phê rất là lãng mạn, mà ở đây còn nổi tiếng bởi những cái món ăn đặc sắc ở ẩm thực đường phố. Và trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm ẩm thực đường phố của Hội An. Hội An là một khu phố cổ xinh đẹp nằm trong lòng tỉnh Quảng Nam, cách Đà Nẵng chỉ vài chục km về phía nam. Chắc hẳn bạn đã từng một lần nghe những câu thơ của Lê Cẩm Thanh khi nói về Hội An. Phố cổ của ta, phố hội đây mà, đây chùa cầu, đây cầu đá xa xa, nhấp nhô mái trồn bạc màu ngói đỏ. Hội An không chỉ làm mê đắm lòng người với những phố cổ đẹp cổ kính, với ánh đèn lung linh huyền ảo của đèn lồng khi chiều buông, mà còn là nơi tập trung những món ăn đặc trưng mà du khách không thể bỏ qua khi khám phá ẩm thực Hội An. Thưa quý vị và các bạn, những cái gánh chè như thế này đã trở thành một cái nét đặc trưng trong cái ẩm thực đường phố của Hội An. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách gánh chè ở đây. Dạ, chào cô ạ. Nhìn gánh chè của mình thì rất là hấp dẫn ạ. Ở đây thì mình có những cái món chè gì vậy cô? Ở đây là nhiều thứ chè lắm con. Chè bắp là đặc sản Hội An đó, ngon lắm. Bắp dẻo, nói chung là bắp Hậu An là ngon hơn chỗ khác. Còn là mấy chè kia là bình thường, chè đậu đỏ, đậu ngự, đậu xanh, xoa xoa, tạc tẩm, mập sen, tà phối tân trao. Nói chung là các loại chè. Những cái món chè của cô thì mình chế biến nó có lâu lắm không ạ? Cô nấu cũng 7 thấm thứ chè là. Dạ. Cho nên là cũng lâu, bắt đầu tóm giờ là cô vô bếp rồi, 11 giờ là xong. Nghỉ ngơi trưa là ăn cơm trưa xong, nghỉ ngơi là 1 giờ cô làm gốc dừa, chè bột làm, là cô bỏ đũa đi xe cô chở đây. Dạ. Thường thì mình bán tới mấy giờ ạ? Cô bán tới 11 giờ đêm được. Dạ. Ở đây thì trong cái gánh chè của cô thì món nào là bán chạy nhất, được ưa chuộng nhất ạ? Coi như tất cả đều bán được hết. Dạ. Tất cả đều giống nhau hết. Dạ. Hết lần hết luôn, một lần luôn. Thế thì chè của Hội An mình đó cô, thì so với những cái địa phương khác thì nó có gì đặc trưng không? Nó có khác biệt gì không ạ? Có chứ, tại vì cô nấu lâu rồi, cho nên là món chè của cô là đậm hơn của họ một chút. Mỗi thứ chè là cô cho một chút muối hạt. Cho nên là thanh chè không có bị gắt đường, đúng không? Mình bán chè ở phố cổ này mấy năm rồi cô? Cô bán khi mới có du lịch chờ. Thưa cô, thì gắn bó với cái nghề này lâu như vậy thì cô thấy là mình có thích cái nghề này không ạ? Thích cái nghề bán chè của mình không ạ? Khi mà chọn cái nghề của mình á, là mình phải xác định chứ. Phải làm rang nấu cho ngon, cho khách đến ăn nhiều, cho mình cuộc sống của mình thêm thu nhập. Bây giờ thì cô có thể giới thiệu cho con một vài món chè nào mà nó đặc biệt nhất ở trong này không ạ? Để con có thể thưởng thức thử được không ạ? Rồi, trừ cô làm cho con một ly thập cẩm để con thưởng thức hết tất cả món chè của cô. Dạ, rồi ạ. Cảm ơn cô ạ. Thơm quá. Con trọng lên. Dạ. Bỏ thêm con chía chè bắp này, con ăn thử riêng chè bắp của cô là ngon lắm. Khớp của họ, thấy chưa? Phải không? Ngọc thanh hơn.
Thưa quý vị, tên tay tôi là một bác chè Thập Cẩm. Và ở đây thì có rất là nhiều loại như là chè bắp, nè, chè hạt sen, nè, chè đậu ngự, rồi là xoa xoa. Ở đây thì ăn kèm thêm một ít đá và có dừa khô nữa, vị rất là thơm. Và cái món chè này thì nó có vị ngọt rất là thanh, nhưng mà mình ăn qua cuốn cổ thì nó không có bị gắt. Rất là tuyệt vời ạ. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một món ăn khác cũng mang đậm những cái đặc trưng của ẩm thực xứ Quảng. Em nha, chào anh ạ. Dạ. Anh ơi, quầy của mình thì có những món ăn gì anh? Dạ, có thịt nướng, nem lụi, mì Quảng, cò lầu, bánh bột lọc và trà phát tờ tổ mộc. Anh ơi, cái này là nem lụi đúng không ạ? Dạ. Dạ, món ăn này thì mình chế biến như thế nào ạ? Dạ, mình lấy thịt bò về mình xay, mình bỏ trong với tỏi với lại tiêu vậy. Cái mình xay ra nhuyễn ra, cái mình bó vào cay cho mình nướng. Và cái này thì mình ăn kèm với cái gì không ạ? Dạ, ăn kèm với đồ sống, với cuốn bánh tráng chấm nem. À, dạ. Cái thịt này trước khi mà mình đưa lên mình nướng á, thì mình có cần làm chín trước hay không? Dạ không, chỉ phải sống với bó rồi được cây xả thôi, mình chín mình bó được. Nghĩa là mình đã xay mịn cái này ra rồi, mình làm cho nó dẻo lại để mình quấn vào cái này nè. Làm cái, dẻo quấn lại. Dạ, cái này thì mình nướng trong thời gian bao lâu ạ? Dạ, tầm 4-5 phút vậy. 4-5 phút. Vâng, ở đây ngoài món nem nướng thì tôi còn thấy món thịt nướng rất là thơm. Anh ơi, cái thịt này thì mình ướp những cái gia vị gì ạ? Gia vị là bột nem với lại muối vừa thương và nghệ, thì miếng nghệ với lại muối với mắm. Anh ơi, ở đây thì em thấy còn có cả bánh bột lọc. Cái món bánh này thì mình sẽ ăn kèm với lại cái gì ạ? Dạ, ăn kèm với nước mắm này chứ, với lại nem chả mà, nem chả là nước mắm và nem chả. Thưa quý vị và các bạn, ở đây thì tôi có thấy một quầy hàng cũng khá là đông khách. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem bên trong có món gì hấp dẫn. Chị đang nướng thịt chà. Chị ơi, quầy hàng của mình thì có những món ăn gì chị có thể giới thiệu cho mọi người được biết không ạ? Cửa hàng mình là có cao lầu, mì Quảng, thịt xiên nướng, nem lụi với lại các loại chè, là đào hũ, hũ gọi là tàu tớ. Rất là nhiều món luôn ạ. Ở đây thì em nghe mùi thịt nướng rất là thơm. Mà cái này thì mình ướp những cái gia vị gì vậy chị? Tỏi, hành với lại vị tinh, đường, mắm muối bình thường đó thôi em. Cái mình thịt xay, nướng mình xay thì... nghĩ ra cái mình ướp à. Rồi nước chấm của nó thì nước mình chấm cái gì ạ? Tương đậu nành. Cái nước chấm đó thì nó có gì đặc biệt hơn chị? Cái tương đậu nành đó là mình xay ra rồi mình làm với lại gan heo, mè, cái đậu phụng, yeah. Cái gia vị. Rồi mình tô mà bắt vào lên rồi tỏi, hành đó mình tấu đi cái nửa tạ đậu và cho đường vị tinh. Vì cái tương nó tương sống là nó mặn á. Dạ. Thịt thì mình ướp trong bao lâu ạ? Mình ướp khoảng 2 tiếng là mình chạy. Dạ. Chạy xong rồi cũng là mình nướng, vừa nướng vừa bán. Thưa quý vị, đây là gánh hàng cao lầu và nó là một món ăn rất là nổi tiếng của Hội An. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem có những cái nguyên liệu gì trong cái món ăn này. Chị ơi, cái món cao lầu của mình thì nó gồm có những cái vật liệu gì, cái nguyên liệu gì ạ? Cao lầu là mình có giá với lâu với lại thịt với nước sốt. Dạ. Là làm từ mật gạo. Dạ. Chúng mình tại sao nó lại có cái màu này ạ? Cái màu này là mình phải lấy nước từ nước giếng Bá Lễ. Tại sao mình phải lấy nước của giếng Bá Lễ ạ? Cái đó thì không biết. Cái đó thì không biết, nhưng mà giờ thì mình theo người xưa mình làm. Sau đó thì mình lấy nước và mình hòa với tro và mình ngâm cái bánh phở này vào. Đúng rồi, ngâm với gạo. Ngâm với gạo. Rồi mình xay gạo ra rồi mới. Là nó sẽ có cái màu này. Dạ, mình ngâm trong bao lâu ạ? Có một đêm miếng sáng. Dạ. Ngâm cái gạo nó cho nó mềm ra rồi bắt đầu mới xay. Dạ. Ngâm như vậy thì cái màu này với cái này thì nó có cái vị gì khác nhau không ạ? Nó có cái này nó có vị tro trong này. Dạ. Nhưng mà cao lầu này phải giếng Bá Lễ. Chị ơi, bây giờ thì chị có thể chế biến một bát cao lầu được không ạ? Được em. Dạ. Đây là sợi cao lầu này làm từ gạo và nước giếng Bá Lễ và tro thiên nhiên. Đây là giá đỗ. Sau khi lấy cao lầu và giá đỗ thì mình sẽ nhúng qua nước hay gì? Nhúng qua nước sôi em. Nhúng trong bao lâu ạ? Nước nó sâu là mình nhúng là nó mềm liền. Mình cho rau vào.
Đây là thịt xíu phải không ạ? Thịt xíu. Đây là nước sốt này. Sau khi nước sốt xong thì mình sẽ cho cái này gọi là ram cao lầu. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đây là một tô cao lầu đã đầy đủ các cái loại nguyên liệu. Nhìn thì rất là bắt mắt và mùi vị thì rất là thơm, thưa quý vị. Khám phá những món ăn rất là thú vị của ẩm thực đường phố Hội An. Hy vọng rằng với những trải nghiệm vừa rồi thì quý vị và các bạn đã bỏ túi cho mình những cái địa chỉ ẩm thực hấp dẫn khi mà đến với phố cổ Hội An. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bạn Có Biết cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.